The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? Rừng chiều âm u rét mưa, chờ người về vui trong giá đông, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoa, chẳng còn quyết Jimmy xin kính chào quý vị và mời quý vị cùng đến với Jimmy Show tuần này. Thưa quý vị, có thể nói trong những năm gần đây, dòng nhạc vàng của miền Nam trước 75 đã sống lại một cách mãnh liệt ở trong nước. Và vì vậy mà các bạn trẻ đã tìm lại những bài hát xưa và tìm nghe lại những tiếng hát của miền Nam của chúng ta ngày xưa. Đơn cử rất nhiều những tiếng hát chúng ta yêu thích, và một trong những tiếng hát mà hôm nay Jimmy rất là hân hạnh được mời cô lần đầu tiên góp mặt trong chương trình The Jimmy Show, và cũng thể theo lời yêu cầu của rất đông các bạn trẻ. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nữ hoàng sầu muộn, nữ danh ca Giao Linh. Xin chào cô. Giao Linh trước hết xin được kính chào quý khán giả của chương trình Jimmy Show. Cô chào con. Xin chào cô. Hôm nay con cảm ơn cô và cùng với chú đã cho con một buổi tâm tình. Con biết là cô đi show rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay có dịp về lại miền Nam Cali thì cô cháu mình tâm tình với khán giả. Thưa cô, nhắc đến cô thì quá nhiều bài hát như là bài Nhật Thực, bài Đơm Đớm, Chiều Mưa Biên Giới, nhiều bài lắm, con rất là yêu. Nhưng mà hôm nay thì con có cái dịp ngồi nói chuyện với cô, thì con muốn hỏi cô là hôm qua đó con chở cô thì nghe cô có nói chuyện với chú Trần Thanh. Thì có xưng là xinh, xinh hay là tên ai vậy cô? Thật ra thì Giao Linh với lại Trường Thanh rất là thân thiết. Đối với nghệ sĩ mà ngày xưa đó thì họ hay thường gọi tên riêng của nhau. Giống như mỗi lần Giao Linh gặp chị Khánh Ly thì kêu chị Mai. Rồi gặp Thanh Tuyền cũng là kêu chị Mai. Mỗi một ca sĩ có một cái tên tộc của mình. Cho nên mỗi một lần mà gọi như vậy nó thấy ấm lòng lắm. Thành ra Nhật Thanh gọi Giao Linh là kêu bằng Sinh. Thì Giao Linh tên thật á, của Giao Linh đó là Đỗ Thị Sinh. Mà giờ người ta nói là thường thường là kêu Sinh là xinh đẹp, thì nhưng mà Giao Linh không có may mắn xinh đẹp, có cái tên xinh đẹp như vậy. Thì ngày xưa đó, thì cái thời của ông bà mình á, ba Giao Linh đặt tên đó, Giao Linh á, là thật ra là Sinh. Sinh là sinh năng, tất nhiên là xinh đẹp á, thì là có chữ hát. Còn cái này Sinh là sinh ăn đó, thì là không có chữ hát. Thì cái ông mà làm giấy tờ đó, ông nói trời ơi, người ta con gái mà ta đặt tên kỳ vậy. Ông mới đổi viết lại rồi là Sinh, mà lại là học Sinh. Sinh S thì ba của Giao Linh lúc bấy giờ cũng không có để ý. Thì đem cái giấy chứng nhận khai sinh về thì mới thấy là thành Sinh. Mỗi lần sửa đổi mất công quá thì gia đình cô cũng quyết định là giữ cái tên đó. Thì ngày xưa đó, khi mà mới đẻ ra đó thì đâu có phải khai sanh liền đâu, phải đi khai sanh. Thì Giao Linh thật sự ra rất là khó nuôi, cô rất là khó nuôi. Cha mẹ cô muốn đặt cô một cái tên nào giống như là tên, cái tên hơi xấu một chút, đặng cho con mình nó có cái sức khỏe nó lớn lên. Nhưng mà Giao Linh lúc bấy giờ là đổi thành Sinh, thì ba má cô nói là thôi giữ cái tên nó đi, biết đâu đó là một cái định mệnh của con mình. Và đã thành ra cô thành là Đỗ Thị Sinh, mà là học Sinh học chứ sinh. Không phải là xinh đẹp. Mặc dù cô cũng thấy những hình ảnh trên viễn kính ngày xưa chụp cho cô rất là đẹp, chứ cô khiêm tốn vậy thôi. Thưa cô, vậy thì gia đình cô là người gốc miền Bắc hay là người của người miền Nam? Thật ra đó thì gốc của cô đó là người miền Bắc. Ba của cô là người Phủ Lý, Hà Nam. Ba của cô đã đi vào Nam từ năm 12 tuổi.
ba của cô ngày xưa đó ở ngoài Bắc đó thì không được lòng bà chị dâu. Thành ra cả hai anh em tiên là cái người bác kế của ba của cô rủ nhau, bây giờ mình nghèo quá thì thôi, mình kiếm tiền, mình đi làm cho người ta đi, rồi mình xin đi vô Nam. Thì ba cô với bác cô hai anh em mới là xin một cái chỗ mà cái xe chở rau á, chở rau quả từ từ Bắc vào Nam. Tôi đi theo, tôi phụ, tôi khiêng đồ thôi. Cho tôi cô mang thôi, tôi không có lấy lương, tôi muốn vào Nam. Thì ba cô đi theo cái xe đó vào Nam từ năm 12 tuổi. Và cũng giống như là đi học rồi đi tự thân lập thân từ hồi bé. Cho tới khi mà ba cô lớn lên thì ba cô xin vô một cái đồng điền của người Pháp làm. Thì ba cô phải xin vô đó, thì ba cô bị ảnh hưởng là phải học tiếng Pháp để mà biết tiếng Pháp mà làm cho cái người Tây chứ. Mình không biết làm sao, mình ra dấu hả? Ra ba cô đi học cái đó thì cũng nhờ may mắn mà đi theo cái tiếng Pháp đó. Mà ba cô sau này được tuyển vô làm cho tòa lãnh sự Pháp. Mà lãnh sự Đông Dương ngày xưa người ta gọi đó. Thì ba cô tập tỉnh vô đó làm. Làm rồi sanh con, đẻ cái cũng trong từ những cái tòa lãnh sự làm trong đó. Người ta cho nhân viên ở đó. Thì cô đó là cô sanh tại cái chỗ mà bây giờ người ta để triển lãm á, con ngay cái con đường Lý Tự Trọng á. Đó là cô sanh ở cái khoảng đó. Còn mấy người em của cô đó là sanh từ số 6 đường Thống Nhất. Một cái tòa lãnh sự Pháp bây giờ đó, tòa lãnh sự Pháp bây giờ đó. Thì mấy người em sau đó là sanh từ đó mà ra hết. Thưa cô, đó là cũng là một chút xíu về gốc của cô. Vậy thì khi mà cô lớn lên thì cô tình yêu âm nhạc đến với cô như thế nào, và gia đình có khuyến khích cô đi hát hay không? Cô đó thì thật ra mà nói đó, má cô đó, mẹ của cô đó là gốc Quảng Bình. Má của cô gốc Quảng Bình, nhưng mà đi theo gia đình di dân từ hồi 10 tuổi, 8, 9 tuổi vậy, đi theo ông bà ngoại đi vào Nam sống. Thì má của cô là một cái người mà cái bằng lam lũ lắm. Nghĩa là tối ngày chỉ có biết là làm cực nhọc. 8, 9 tuổi đã đi kiếm đồng tiền rồi. Đi bán khoai lang, đi xuống dưới cái ghe của người ta đó rồi rửa khoai cho người ta. Rồi người ta cho cái khoai dụng đem đi bán mà sống. Thành ra má cô đã cực khổ từ hồi nhỏ. Nhưng mà trong cái tâm hồn của má của cô vô á, thì lại văn nghệ rất là nhiều. Rất là yêu văn nghệ. Mặc dù mình nghèo mà mình không có trình độ. Nhưng mà má cô rất là yêu văn nghệ. Mà cô đó chắc có lẽ là ảnh hưởng cái văn nghệ, cái tâm hồn văn nghệ từ người mẹ của mình. Cô đã tập tễnh đi hát. Mà ba cô đó là một cái người Bắc mà rất là xưa cũ lắm, khó lắm. Ba cô đó, quan niệm đó là sướng ca là vô loài, không cho cô đi hát. Thì từ hồi bé đó, má cô là cái người giấu dẫn cô đi. Thành ra cô có được cái ngày hôm nay, có được cái sự nghiệp như vậy đó, một phần là mẹ của cô góp vô công rất là nhiều. Má cứ dẫn đi, má nói đó, đi đi con, đi rồi má che, tăng hẳn cho ba xuống hỏi xin đâu. Thì má nói, nó đi học thêm cái gì, học thêm cái gì. Thật ra là cô đi học nhạc. Má cô dẫn cô đi học. Má cô nói cho ngay, biểu nói về văn nghệ á, mà hát mà về tân nhạc thì má không rành lắm. Nhưng mà má cô lại rành về cổ nhạc. Cho cô dẫn cô đi học ở trên đường Nguyễn Chí Thanh bây giờ á. Học ông Ba Giáo. Học học cổ nhạc mà sao cô học hoài. Cô nói thiệt chứ con, cô hát nói thiệt á, nếu nói về cái mùi thì cô không thua mấy cô Đào Mùi đâu. Cái bác Ba Giáo nói vậy, ông Ba Giáo nói vậy. Nhưng mà trong cái lòng của cô, trong cái đầu của cô á, thì chỉ có tân nhạc thôi. Hát cổ nhạc á thì rất là hay, rất là mùi. Mà sao nó không giữ được trong đầu mình. Cô cũng biết như vậy. Học thời gian sau cái đi qua tân nhạc học. Học cái một bữa đó cô được một cái người anh mà giống anh nuôi, và cô
cô rất là quý mến. Cho tới tận bây giờ người anh mình cũng, người anh nuôi nó vẫn còn sống, nhưng mà cô quý mến lắm. Lúc nào cô cần tới cái sự mà giúp đỡ của cô là cô sẵn lòng. Bởi vì cái ơn nghĩa của người ta rất là lớn. Cô học, cô là học trò, cô là thấy ảnh mở, không phải mở trường nữa, ở trong nhà vậy, ảnh đờn vậy. Vô Linh xin đi học theo. Ảnh mới nói là em à, sao em hát hay vậy, sao em không... Đó là người nhạc sĩ Ngọc An lúc bấy giờ á, làm cho Việt Nam Airlines. Anh mới nói sao em học, em hát hay vậy mà sao em không đi tập hát em. Tôi nói em đi học hát mà hát lông bông gì thôi chứ không có cái gì mà nhất định hết. Anh nói lợi để anh tập đi rồi anh dẫn em vô Việt Nam Airlines, ở trong đó người ta cần ca sĩ. Người ta cần ca sĩ, nhưng mà ở trong đó đó người ta cần ca sĩ từ buổi chiều tập nhạc thôi, rồi buổi sáng làm gì. Em đi qua phòng tài chánh em làm. Ông nói vậy. Thành ra cô đó là phòng tài chánh của coi kiểm soát vé. Vé máy bay về rồi theo cái số thứ tự, số này đó. Cô làm riết, cô quen, cô rành lắm. Thì làm được, có đi hát ở trong đó, làm được có 3 tháng à. Nhớ hình như 2 tháng mấy, 3 tháng đi làm, mỗi sáng đi tới làm. Ở đường nằm trên đường Thủ Khoa Huân á. Cái văn phòng nó nhỏ thôi, một cái chi nhánh của Việt Nam Airlines. Cái Giao Linh làm trong đó, cái bữa đi hát. Cái bữa đó là Giao Linh không nhớ cái ngày tháng, nhưng mà nhớ là năm 1966. Cái Giao Linh hát trong một cái chương trình của cô Như Mai Kim Hoàng. Lúc đó là cô Như Mai Kim Hoàng đoạt giải huy chương vàng. Trong số đó có chị Phương Dung, có Như Mai Kim Hoàng. Mà Như Mai Kim Hoàng thì mời Việt Nam Airlines, mà quen với cái ông giám đốc Việt Nam Airlines lúc bấy giờ. Thì Giao Linh với một nam ca sĩ nữa là tên anh Ivan. Hai nữ, một nam một nữ được mời đi tới để dự cái buổi tiệc đó, hân hạnh lắm đó nha. Cô tới cái cô lên cái MC giới thiệu là có một ca sĩ của Việt Nam Airlines đó. Tôi hôm nay có hai người, một nam một nữ tới đây, thì chúng tôi xin được sang kẻ chương trình, thì mời cái cô này tên là cô Giao Linh lên để hát, giao lưu một bài hát. Thì cô hát xong rồi đó, thì cô ngồi xuống, cái có thầy Thu Hồ tới. Con học trường nào vậy con? Cái nói dạ thưa thầy, tại thầy không, con chào thầy không biết con chứ. Dạ con biết thầy. Dạ con học qua Nguyễn Bá Tồng. Giao Linh nói với lại thầy như vậy. Thầy dạy Nguyễn Bá Tồng, mà con thấy thầy mà con chưa kịp chào. Dạ giờ con chào thầy. Cái ông nói vậy hả con, mày học sinh Nguyễn Bá Tồng? Dạ học sinh Nguyễn Bá Tồng. Cái ông nói chuyện xong nói bây giờ vậy mà không muốn đi hát. Trời ơi, con chỉ có ao ước cái cuộc đời con vô Việt Nam Airlines để cái gì, để được hát đó thầy. Thầy nói vậy hả, bây giờ vậy ngày mai con ghé nhà thầy đi. Đó là một cái ngày định mệnh của Giao Linh. Giao Linh cũng không bao giờ quên cái ngày đó. Con ghé nhà thầy đi rồi thầy sẽ tập lại cho con. Rồi thầy đưa con giới thiệu cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng đang rất cần thêm những mà tài năng trẻ như thế này. Còn cảm ơn cô với cái chia sẻ này. Nhắc đến nhạc sĩ Thu Hồ thì chắc quý vị vẫn chưa quên ông là tác giả bài Quê Mẹ. Và sau một vài giây phút thương mại thì cô Giao Linh sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục câu chuyện với cô Giao Linh. Thưa cô, lúc nãy con nghe cô kể tới giai đoạn cô gặp nhạc sĩ Thu Hồ và được ông tập lại cho cô. Rồi sau đó như thế nào cô? Giao Linh còn nhớ đó là thầy ở một cái hẻm ở trên, người ta kêu mà ngày xưa người ta kêu bến tắm ngựa đó con, đó, đường Yên Đỗ á. Cô đi đến đó với lại má của cô. Má vui lắm, má cô vui lắm. Đi 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 con, má đưa con đi liền. Má mướn một cái xích lô, hai má con đi lên nhà thầy. Thì thầy cầm cái mandolin á, thầy lấy tông xong rồi thầy đàn cho cô hát. Thì thầy nói vậy là ngày mai thầy hẹn với con là lên gặp nhạc sĩ Nguyễn Nhất Đông. Cái Giao Linh ngày hôm sau đi tới nhà cái địa chỉ mà thầy Nguyễn Nhất Đông cho.
đi tới đó đó thì cô đi cái VeloSelect. Dạ. Mà con biết đó, khi mà cô lãnh cái check đầu tiên của Vietnam Airlines đó, ừ, thì cô quên kể cho con là cô chưa có đủ tuổi để có chứng minh, để có căn cước. Yeah. Có căn cước. Mà ở trong đó là người ta thông cảm là tại vì người ta cần ca sĩ. Thành ra kêu má cô vô đi, kêu má cô vô. Đại diện. Má cô phải đại diện, ký tên, lãnh lương mới được. Tại vì cô chưa có đủ tuổi. Yeah. Thành ra đó là má của cô lại tới, tới rồi lãnh cái check đầu tiên mới mua cái VeloSelect cho cô. Làm năm bao nhiêu tuổi cô? À, lúc đó là 1965, 65, 66 vậy đó. Mà cô đi cái VeloSelect nó nặng, nó cũng biết cái đầu của nó bự lắm. Cái cô ngừng ngay nhà thầy Đông. Thầy Đông hỏi, lúc mà cô chưa có bước vô, cô dựng cái xe lên đó. Cái thầy nói, thiệt là con nhỏ này... ông định giới thiệu tôi hả? Là hỏi thầy, thầy Đông hỏi thầy, thầy Hồ. Trời đất ơi, tôi thấy sao nó ốm yếu quá trời, nó kéo cái xe còn không lên nữa. Cái VeloSelect tôi lấy cái nặng quá, nó kéo không nổi mà hát cái gì. Thầy Đông nói vậy. Thầy Hồ nói, đừng có coi thường, lát nó cất giọng cho ông coi. Cái hơi nó mạnh lắm đó. Cái thầy Đông gật đầu. Cái vô Linh để xe ngoài đi vô chào thầy, chào hai thầy. Thì... cái thầy Thu Hồ cũng lấy mandolin ra cũng đàn lên rồi cái lên cất tiếng hát cái lại cho thầy Đông nghe. Thầy gật gù. Thầy nói được, có chất giọng mà hơi hám rất là tốt. Thầy nói vậy. Và nó cũng có sắc nữa. Thầy nói vậy, được, thầy nói được. Như vậy đó là ngày mai đó con tới đây thầy sẽ ký một cái hợp đồng với con. Wow. Đó là cái ngày mà Giao Linh ký hợp đồng cho thầy Đông đó là má của cô cũng đi ký chứ cô đâu có ký được. Rồi là với cái hợp đồng đó đó, ngày xưa đó vàng đó, rất là rẻ, không có bao nhiêu tiền. Mà cái hợp mà lương của cô làm cho Vietnam Airlines đó là 4.600 một tháng. 4.600 một tháng thì lương bằng cái lương của những người mà gia đình trung trung lúc bấy giờ. Mà Giao Linh ký được của cái hợp đồng là 150.000. Wow. Đó là một cái số tiền mà với quá cô... lớn đối với Giao Linh. Tại vì cô không bao giờ nghĩ là mình có thể có một cái số tiền đó cho gia đình mình bằng cái nghề hát của mình. Bằng cái nghề hát. Thành ra khi mà má cô ký xong rồi đó là cô ký hợp đồng với thầy trong 3 năm. 3 năm. Độc quyền. Độc quyền trong 3 năm. Mà thật ra mà nói đó thì đây là một cái hạnh phúc và rất là lớn trong cái cuộc đời của Giao Linh. Bởi vì ba của Giao Linh làm cho, của cô đó làm cho tòa đại sứ đó, thì cái lương nó cũng căn bản để nuôi một nhóm con cho con. Cô mang hai bữa thôi. Má của cô đó thì đi ra ngoài đời đó thì hồi đó má của cô bán chè. Mà chè đậu xanh đó mà đậu xanh rồi với nước cốt dừa đó. Cái có một bữa đó cô cũng 9-10 tuổi rồi, chị lớn ở trong nhà mà cứ nói với má cô một câu như vậy: má ơi, má sao má không kiếm một cái nghề nào mà có thể mà má bán ý đó rồi má đem về tụi con ăn no. Người ta nói vậy đó. Cái chớ mà chè anh vậy nè, mà tới mùa mưa đó mà đem về, trời ơi, học ăn không nổi cũng phải ráng ăn. Mấy chị em, tại vì anh chị em cũng đông lắm. Má của Giao Linh sanh tất cả là 10 người con. Mà cô là chị lớn hay sao? Đâu có, cô là thứ 7. Thứ 7 rồi. Mà người anh thứ 2, người anh thứ 2. Xong rồi mất một khúc giữa, mất người thứ 3, người thứ 4, người thứ 5, người thứ 6, cô là thứ 7. Thành ra đôn lên thành thứ 3. Đó, nguyên khúc sau còn. Thành ra rồi còn được tất cả là 7 anh chị em. 7 anh chị em. Thì cái máy của cô Giao Linh thấy vậy mới có một cái bà bắt á. Bà bán bánh cuốn. Mà bà nói tôi thấy cô con đông quá, thì tôi muốn giúp cô, nói với má tôi chỉ cho cô cái nghề của tôi già rồi, bà nói vậy á. Tôi ra già rồi tôi muốn chỉ nghề cho cô. Tôi giữ cũng chẳng làm gì. Bà mới chỉ má của cô Giao Linh bán bánh cuốn. Má của cô Giao Linh, của cô đó đi ra đời đó bằng cái gánh bánh cuốn mà nuôi một bầy con. Sau đó đó
má của cô đi về cái hẻm Casino Sài Gòn. Mà con biết cái tuổi mà cỡ như cô Thái Thanh trở lên đó, hoặc là nhỏ hơn chút xíu, ai cũng biết bánh cuốn Casino Sài Gòn. Cho tới bây giờ cô đi ngang cái hẻm Casino Sài Gòn, ngay cái hẻm á, cô vẫn đầy kỷ niệm. Tại vì nơi đó là cái chỗ mà má cô tạo sự nghiệp để cho các con mình về sau này bằng cái gánh bánh cuốn. Dạ đúng rồi. Và cô cùng với má cô đi tới gặp thầy Nguyễn Văn Đông, cầm cái hợp đồng đó, một cái hợp đồng đó và thì cô là xúc động vô cùng. Là đó, thành ra rồi cái cuộc đời nó thay đổi từ lúc đó. Nhưng mà con thấy lúc nãy cô nói là khi mà cô đinh thi ở Air Việt Nam đó là với tên Giao Linh, vậy là Giao Linh đã có trước khi gặp thầy Nguyễn Văn Đông. Đã là người đặt cho cô? Đây là một cái tên đó mà Giao Linh rất là cảm ơn cái người bạn của mình. Cái cô này nó có tên là Thuận mà cô ở Đà Lạt. Có một thời gian mà cô giống như cô muốn đi hát đó, mà cô thấy cái tên của mình nó tên Sinh, bây giờ lấy cái tên gì, Mỹ Sinh nghe cũng không được, Kim Sinh nghe cũng được, mà cô muốn giữ một cái kỷ niệm tên Sinh của cha mẹ mình đạt. Cái hoài không được, người bạn nói tôi có một cái tên hay lắm, mà Sinh mà giữ cái tên đó Sinh đi hát Sinh sẽ thành công. Và đó là tên Giao Linh, là cái cô bạn đó đặt cho Giao Linh ở Đà Lạt. Nó cũng có cái ý nghĩa, cũng có tên Sinh của cô Hằng Chí Linh. Hai tâm hồn giao nhau. Hay. Quá ý nghĩa cô. Ý nghĩa. Kính thưa quý vị, ngồi nói chuyện với cô Giao Linh thì mới thấy cô nhớ lại kỷ niệm xưa mà cô cũng rất là xúc động. Ngồi đây thấy cô cũng chảy nước mắt nãy giờ khi mà nhắc về người mẹ kính yêu của mình. Rồi đặc biệt là nhắc về hai người thầy là nhạc sĩ Thu Hồ và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đó cô, khi mà cô được nhận vào, ông nhận làm đệ tử đó, thì bước đầu thì ông là người trực tiếp dạy cô học dạy hát hay sao cô, hay là ai? Thật lòng mà nói đó, thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không bao giờ có thời gian dư để mà dạy cho ai. Thầy rất là bận rộn phải nói vậy. Nhưng mà thầy có một cái chương trình thầy đặt ra. Thầy có một số nhạc sĩ mà đã ký contract độc quyền cho hãng dĩa Continental. Thì mỗi một học trò của thầy đều có một người thầy riêng để dạy. Cái người thầy đó phải chịu trách nhiệm dạy về nhạc lý, dạy về thanh nhạc. Thì Giao Linh lại cũng nằm trong một cái danh sách là may mắn. Là được thầy Nguyễn Văn Đông giao cho nhạc sĩ Ngọc Sơn, Thái Ngọc Sơn. Và Giao Linh phải nhìn nhận một trong cái cuộc đời của Giao Linh là Giao Linh gặp ngoài cái thầy Thu Hồ dạy về trong lớp học, trong trường của Bá Tầm, thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn là hai người thầy rất là tư cách. Giao Linh phải nói là tư cách hơn cái bình thường mình nghĩ. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Giao Linh yêu kính thầy giống như một người cha của mình. Thầy đã cho Giao Linh những cái bước đi đầu đời thật là đẹp đẽ và thành công. Bởi vì không ai mà tự nhiên mà vô nghề mà được thành công như vậy. Đó là một cái may mắn mà tổ nghiệp cho Giao Linh. Đi hát cho thầy Nguyễn Văn Đông, đi vô hãng dĩa Continental có 3 tháng là nổi tiếng. Mà lúc bấy giờ đó là tất cả những tờ báo mà bấy giờ mà họ muốn lăng xê Giao Linh, họ nói Giao Linh có đôi hia 7 dặm. Tay phiến nắng nóc đàn từ nhịp nhạc quán anh du hồn theo tiếng tơ nhà chùa ta em thân trầm theo từng lối và rồi em yêu em khi nào em hát say em uống nhiều cười nói phải là đã bước vào nghề một cách suôn sẻ và đầy may mắn. Thì đó là một cái công lao của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và cái người mà dạy cho Giao Linh cái cách hát, cách lấy hơi, cách nhả chữ, đó là nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn. Nhắc đến những cái giai đoạn đó thì Jimmy đang có một cái tấm ảnh này xin khoe với quý vị. Cô Giao Linh. Trôi mãi đã lâu rồi không trở lại
một chiều kia, người trai hành quân ngang qua cánh đồi xưa, chợt nghe không gian như đang sụp đổ, thoáng thấy ngôi mộ buồn. Quý thưa quý vị, khi mà Jimmy được một người bạn, đó là anh Phú ở Việt Nam, gửi cái tấm hình này của cô Giao Linh đó, thì Jimmy thấy là cô quá đẹp, mà lại đọc trong tiểu sử đó là cô làm cho Air Việt Nam. Lúc đầu thì tưởng đâu cô là chiêu đãi viên, nhưng mà hỏi cô có nói không, cô làm việc ở văn phòng vì thấy cô rất là đẹp, tướng rất là mi nhọn. Mà như cô kể lúc nãy là cái chiếc Velo Solex mà cô còn bưng, cô còn lái không nổi. Bởi vậy thì Đông mới nói đó là không biết hát nổi không vậy, trời nó ốm quá. Nhà tiền bước đầu nói vậy. Đó là những kỷ niệm mà con xin cảm ơn cô. Và sau một vài giây phút thương mại thì cô Giao Linh sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Giao Linh. Thưa cô, khi mà cô vào hạng chĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đó, thì khi mà cô thâu lần đầu tiên thì có cái gì khó khăn không cô? Thật ra nếu nói khó khăn thì cũng không có. Bởi vì sao? Một ca sĩ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, một học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông được thầy dạy một cái bài hát đó, con biết cô tập nhiều khi nói thiệt cái con 6 tháng luôn. Ví dụ bài nào cô? Một cái bài hát mà của thầy Nguyễn Văn Đông mà cô tập đó là bài Chiều Mưa Mới Giới. Cô nói thiệt chứ con nhắc tới cái bài đó, cô yêu cái bài đó vô cùng. Nhưng mà phải nói cô sợ, sợ thì là càng có. Tại vì thầy Đông kỹ càng lắm. Cô hát bài nào cũng không sao, mà qua bài nhạc của thầy trời đã cười hồi hộp, con tim nó muốn đứng luôn con. Thầy kỹ lắm, tại vì thầy muốn học trò của thầy là phải số 1. Hoàn hảo. Để nói tiếp về thầy. Thì cô hát một thời gian, cái thầy Nguyễn Văn Đông mới nói, phán cho cô một câu, cô nhớ hoài, có điều cô quên. Con chuẩn bị đi nha, tuần sau đó là con đi qua bên nhạc sĩ Yên Sơn, cổ nhạc ở bên cầu chữ Y đó con, để tập. Cổ nhạc. Để cổ nhạc. Trời ơi, cô nói thiệt cái con ốc ô cô nổi hết rồi. Chết rồi, bây giờ tự dưng thầy biểu mình học cổ nhạc. Trời ơi, học mà ngộ lắm nha con, làm như tổ không đãi hay sao á. Nó không vô đầu một cái gì kỳ cục vậy. Người ta không có phải trong nghề mà người ta còn hát ô ô về mà mình. Con biết cô qua bên thầy Yên Sơn, cô học 2 năm. Con có thể cần cô kiên nhẫn tới như vậy không? 2 năm học cổ nhạc. Đầu tiên là cái Velo Select, sau đó là tới cái Yamaha. Đi qua mà trời nắng trưa trật về là tập. Con biết cô tập với ai không? Trời ơi, cái hình ảnh đó, nó nằm trong đầu cô cưng dễ sợ. Chí tâm và tài lương. Tài lương, cô không phải tài linh nha. Tài lương cũng có bay lớn vậy. Chí tâm cũng có bay lớn vậy. Mà hai đứa nhỏ đó nó hát hả, nó giống như là ăn cháo luôn. Mà mình học hoài tại sao vậy? Mà nhạc, cái nốt nhạc nó đâu có khó đâu mà mình hát tân nhạc vậy mà vô cổ nhạc rồi rớt rồi con, vô rồi rớt rồi con. Cái có một bữa đó, cái 2 năm trời cô chịu khó cô đi nha. Cái bữa đi thâu con, cô còn nhớ hoài cái bài cô thâu đó là cái bài Đành Quên Sao mà của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Thì lời đó hình như là nhạc Nguyễn Châu hay sao đó. Lời Nguyễn Châu đặt cổ nhạc. Mà con biết là bài của thầy đọc đặt riêng cho cô, con có biết không? Mà cô xuống câu đó, cô còn nhớ Hoàng Chí Tâm cũng đi theo nữa. Chí Tâm cái nó rớt hoài à. Mà nhạc sĩ người ta sợ luôn cô, mấy ông nhạc sĩ đờn đó con, sợ luôn. Cái thầy Đông kêu ra, sao vậy con? Thầy Đông hỏi cô một câu, con 2 năm trời học mà sao vậy con? Cô có trả lời một câu mà cô nói thiệt, cô thương thầy. Dạ thầy, cái gì con không thích thầy biểu con làm, sao con làm được? Cô trả lời một câu gì? Thầy ngồi, thầy cô còn nhớ thầy chống cái tay mà thầy giật giật đâu
thôi trả tiền cho ban nhạc đi, dẹp vậy, vậy coi như xong. Wow. Là từ đó trở đi thầy không còn bắt cô hát cổ nhạc nữa. Mà cô rất là thích, mà không hiểu sao trong cái tiềm thức của mình một cái nốt hãy tập tà bài bản thì ok bài bản á, mà qua tới xuống câu mà chị Tâm nói cô ngó ngó cô cái tay cô xuống vậy là nhịp trời ơi nhẹp. Cô nói trời ơi con ơi cái mắt nào cô ngó chữ cái mắt nào tao ngó mày mày. Cô còn nhớ Hoàng Chí Tâm dễ thương lắm, cô ngó con là cô đập vậy là cô xuống. Những cái kỷ niệm mà phải nói là trong suốt cái cuộc đời mình mình cũng không quên được. Chứ đáng lẽ là có một dĩa là Giao Linh hát vòng cổ vòng cổ đó mà sao người ta hát được, chị Phương Dung hát cũng được, Thanh Tuyền cũng được, mà tới mình sao kỳ vậy, vô xuống câu vô tới trong là bơi. Hùng ai nấy giữ, hồi đó phải có gì cho người cái phao đó con đặng bơi. Trời ơi khổ, không thể là hát được. Mà đâu phải đó mình hát dở đâu. Thầy nói trời ơi cái con này nè, mà nó mà làm đầu thương ai chịu nó nổi. Còn nhớ mà cái nói thầy ơi chắc tại vì tổ nghiệp cho con á. Mà đúng rồi, nó nói cũng đúng, nhân dáng con nó vậy khó kiếm kép lắm. Thưa cô, nhắc đến thầy nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đó, thì cô hát rất là nhiều bài của ông, chẳng hạn như Chiều Mưa Biên Giới là một bài mà bây giờ khán giả người ta vẫn còn nghe với tiếng hát của cô, hình như cô cũng thâu đi thâu lại cũng nhiều lần đó. Nhiều lần đó. Còn một bài mà con cũng rất là yêu thích đó là bài Niềm Đau Dĩ Vãng mà cô đã hát. Với lại có một bài nữa mà được thầy Donny đóng dài, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông Donny đóng dài cho cô, mà cho tới bây giờ đó là tới mùa Giáng sinh là hầu hết là người Công giáo đi hát ở đâu họ cũng yêu cầu cái bài đó. Đó là bài Mùa Sao Sáng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã Donny đóng dài cho cô cái bài hát đó. Và khi cô hát thì cô biết là đây là một cái bài rất là nặng ký, cô phải cố gắng, phải dồn hết tâm trí của mình, sức lực của mình để mình hát một cái bài đó thành một cái bài nổi tiếng cho thầy. Thành ra rồi cái bài đó nó gắn liền với tên cô, tuổi của cô cho tới bây giờ. Nhắc đến ca khúc Mùa Sao Sáng thì Giáng sinh nào cho dù là 20 năm, 30 năm chúng ta vẫn nghe lại Mùa Sao Sáng với tiếng hát Giao Linh, thì xin khoe với quý vị đầy cái tờ nhạc Mùa Sao Sáng với hình ảnh của cô Giao Linh. Giao Linh thu nhạc phẩm này vào thập niên 1970. Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời, người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui, quỳ lại mẹ Maria, lòng mẹ từ bi bao la, tấu khúc nhạc lên xin ơn cho nhà nhà. Từ mùa đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này, người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi, giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin khi lớp đàn chiến quyết sang danh Chúa trên trời cao. Đêm nay tôi nhớ người Chúa trời, trên chiếc mùa sao lạc loài, ôi những mùa xa lẻ đôi, cho cái hình ảnh mà được chụp đó là nhà nhiếp ảnh gia Viễn Kính Viễn Kính chụp cho Giao Linh, và chú Viễn Kính hiện tại bây giờ vẫn còn sống. Những cái hình ảnh của chú đó là ngày ca sĩ ngày xưa chú lưu giữ rất là nhiều. Dạ đúng vậy, và con trong lần về Sài Gòn có thăm chú và có phỏng vấn đó thì cũng được rất nhiều những hình ảnh mà chú gửi. Và nhắc đến những hình ảnh của cô thì con còn có cái tờ báo Khoa Học Huyền Bí nè cô. Hình ảnh này là ai chụp cho cô vậy? Dạ cũng là nhạc sĩ Viễn Kính đó. Đây là trên sân thượng nhà của cô lúc bấy giờ. Trên sân thượng nhà cô. Sân thượng. Rất là kỷ niệm với những cái tờ nhạc và cũng như những hình ảnh trên bìa báo ngày xưa.
Vậy là coi như là hạng dĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là lăng xê tối đa tất cả phương diện luôn. Vậy thì cơ duyên từ đâu mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thực hiện cho cô một cuốn băng riêng Sơn Ca 6 với tiếng hát Giao Linh? Nói như vậy, đầu tiên đó là thầy thêm một cái trung tâm ban nhạc nữa, đó là trung tâm Sơn Ca. Thì tại sao mà bây giờ Giao Linh muốn nói đó, tại sao mà không có Thanh Tuyền trong Sơn Ca? Bởi vì đó là những đệ tử ruột của thầy, thầy sắp xếp khúc sau. Đúng. Đó, nhưng mà thời cuộc thì mình không nói được. Đó, sau đó rồi có sự thay đổi thì Giao Linh may mắn là được cú sáu. Chị Phương Dung may mắn được hai cú. Dạ đúng. Mà Thanh Tuyền thì lại không có. Đó là vậy. Là ra cái Sơn Ca đó là Sơn Ca 1, rồi Sơn Ca mấy là chị Khánh Ly. Thứ hai rồi, Sơn Ca của chị Lễ Thú. Dạ, Sơn Ca 9. Đó, tại ra làm được tới hình như cũng 8, cũng 9 gì đó. Dạ, tới cuốn 10, chuẩn bị ra 11 thì là 75. Dạ, vâng. Và cuốn băng Sơn Ca 6 đó chúng ta nghe rất nhiều những bài hay trong cuốn băng đó mà cô hát. Và bây giờ được khán thính giả người ta còn giữ lại cuốn băng gốc đó cô. Người ta phát lên rất là nhiều. Rất là nhiều. Băng nhạc Sơn Ca hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình ca nhạc tuyển chọn với tiếng hát Giao Linh qua 18 nhạc phẩm lừng danh từ những thập niên 1950-1960. Đây là lần đầu tiên Giao Linh gửi đến giới mến mộ những ca khúc đắc ý được tán thưởng trong suốt 10 năm sân khấu tuổi nghề. Với phần trình tấu của 4 dàn nhạc lớn nhất thủ đô, Giao Linh Sơn Ca 6 sẽ đưa bước quý vị vào thế giới đầy âm thanh mộng ảo với tiếng hát ngút ngàn tình ái, ngùng ngục yêu đương. Và bây giờ xin dành cho tiếng hát Giao Linh. Bao kỷ niệm êm ái lúc tuổi còn thơ, nhà tôi sang nhà người em gái cách nhau con sông dài. Nhưng mà bên cạnh đó thì con thấy bên Shotgun cũng có làm một cuốn băng hình như là tình ca nhạc tuyển với tiếng hát của cô, phải không? À, cũng ít thôi, ít bài thôi. Tại vì nhạc sĩ Ngọc Chánh, Giao Linh cũng có lời cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Chánh. Mà anh Ngọc Chánh anh có cái tai hay lắm. Anh không lựa bài cho cái tiếng hát nào thôi. Anh lựa là dính. Lúc thời bấy giờ đó anh lựa cho Giao Linh tiếng xưa. Mà đầu trước tiếng xưa đó là Ngày Buồn của nhạc sĩ Lâm Phương. Sau đó là tiếng xưa của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Thì cô Thái Thanh lúc bấy giờ cũng thu một lúc với Giao Linh tại đường Bùi Hữu Nghĩa bài Buồn Tàn Thu, Buồn Tàn Thu của nhạc sĩ Văn Cao. Nghĩa là cho tới bây giờ đối với Giao Linh đó, cái bài Buồn Tàn Thu mà cô Thái Thanh hát nó là tuyệt đỉnh. Dạ đúng. Nó quá là hay luôn. Mà cô Thái Thanh lúc đấy cũng còn trẻ lắm. Cô đoán chừng chắc khoảng chừng 40 ngoài à. Thì cô Thâu Thanh cùng ngày với lại cô ở Bùi Hữu Nghĩa. Phòng Thâu Bùi Hữu Nghĩa. Thì Xuân Sơn đó là bài Mùa Thu Cho Em. Mùa Thu Cho Em. Nghĩa là phải nhìn nhận là anh Ngọc Chánh có cái tai nghe chọn cái của người nào bài hát nào nó vô rồi đó. Hãy đã chọn là thành công. Nó là thời gian đó là cô Giao Linh hát chung với lại ban nhạc Shotgun rất là nhiều. Vậy là lúc đó là cô là ca sĩ độc lập chứ không có độc quyền độc lập, cho không độc quyền cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thôi. Hạng dĩa con thế này thôi. Thưa cô, vậy thì những phòng trà nào mà cô đã cộng tác thời đó? Nhiều lắm. Phòng trà Queen Bee, phòng trà Tự Do, phòng trà Tour d'Ivoire, phòng trà Hawaii, Arkansas, còn nữa mà giờ tới giờ Giao Linh cũng không nhớ. Đó là những cái phòng trà mà cô đã cộng tác trước đây. Một đêm đó cô chạy khoảng ba bốn chỗ. Ai là người chở cô đi?
ba cô cô. À ba cô chở. Ba cô cô chở cô đi. Dạ. Mỗi một đêm vậy đó, ba cô cô chở cô đi, rồi chưa kể những cái công tác phải đi nữa. Dạ. Còn cảm ơn cô với những chia sẻ này, và sau một vài giây phút thương mại thì cô Giao Linh sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Giao Linh. Thưa cô, nhắc đến cô thì còn nhớ là báo chí nè, cũng như khán thính giả gọi cô là nữ hoàng sầu muộn. Vậy thì nữ hoàng sầu muộn đó là đầu tiên là ai đặt cho cô? Thật ra thì cái sầu muộn này nó tự nhiên mà có thôi. Có một lần đó là thầy cũng nói là nó hát nhạc buồn quá. Thầy Nguyễn Văn Đông. Mình nên đổi cho Giao Linh hát mấy bài vui vui. Thì thầy có lựa một số bài cho cô để cô hát. Thế mà lựa rồi, hát rồi sao nó cứ buồn, nó cũng mang mát ở trong cái bài hát. Rồi thời gian sau cái có nhận mấy nhạc sĩ khác đó cũng làm mấy bài hát vui vui, vui cho Giao Linh hát. Mà hát rồi cũng buồn, người ta nói cái này chắc sầu muộn rồi nữa chứ vui cái gì. Thành ra từ đó trở đi thì giống như mình chết cái tên xưng vậy. Nữ hoàng sầu muộn. Bài đó tên là Mùa Xuân Cưới Em hả cô? Mùa Xuân Cưới Em. Ok. Thưa cô, con rất là đồng ý với điều này, là bởi vì trước đây đó con có nghe một bài, một cái version trước 75, đó là Mùa Xuân Cưới Em. Cái bài đó thì sau này người ta hát cha cha, hát nhanh vui lắm. Nhưng mà khi con nghe lại cái bản đó, mặc dù nó vui nhưng mà cô hát nó buồn, đó là bài Mùa Xuân Cưới Em. Của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Hồi đó có một số nhạc sĩ độc quyền cho hãng dĩa Continental. Nhạc sĩ Nguyên Vũ, nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc sĩ Hoàng Trang, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, nhạc sĩ Tuấn Lê. Nhạc sĩ Vinh Sử. Thành ra Giao Linh được hát những cái bài hát độc quyền mà người khác không có hát. Đó là cái may mắn của Giao Linh là vậy. Một ngày đó là Giao Linh có thể thâu cho hãng dĩa Continental một ngày 2 bài, 3 bài, có nhiều hôm 5 bài. Thì sáng sớm đó là 7 giờ sáng Giao Linh phải có mặt tại hãng dĩa. Một cái hãng dĩa nằm ở trên đường chợ cũ mình. Chợ cũ dĩa Việt Nam. Hàng dĩa đó đối diện với hãng dĩa Việt Nam á, nó có một cái phần thâu mà nhạc sĩ Nguyễn Đông coi như là thường xuyên có mặt ở đó. Thì Giao Linh đó vào nghề đó là phải nói là quá sức là may mắn. Cái bài 10 bài hát đầu tiên mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hãng dĩa đã chọn cho Giao Linh thì phải nói, mình nói đi rồi đó, mình phải nói lại là phải có công rất là lớn ở trong cái phần mà chọn bài cho Giao Linh, đó là cô Thu. Cô Thu đó là biên tập của chương trình. Dạ vâng. Mà là một cái người ngoài cái biên tập ra, cô Thu còn làm marketing cho hãng dĩa. Thì cô Thu đã lựa cho cô, và thầy Đông đã lựa cho cô Thu, cho cô, cùng cô Thu đã lựa cho cô 10 bài hát. Thì cái bài hát ở trong đó đó, cô nhớ lại đó, là thứ nhất là Một Tiếng Băng Xê, Thầm Kín của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Một Loài Chim Biển của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, để cô nhớ nha, 10 Năm Tán Hộ của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Thanh Sơn à, của chúng ta sẽ quên nó lộn. 10 Năm Tái Ngộ của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài Nhật Thực nằm trong danh sách đó. Của nhạc sĩ Viễn Chân. Viễn Chinh. Bài Nhật Thực của nhạc sĩ Viễn Chinh. Thì Giao Linh khi mà hát những cái nhạc phẩm đó, đầu tiên là đã là thành công. Thì cái thành công ở đây nó ngoài cái giọng, tại vì giọng ca của Giao Linh lúc bấy giờ nó cũng còn non nớt lắm. Người nghe cũng có thể có chấp nhận mà cũng không thích, nhưng mà nhờ cái công nghệ lăng xê có thầy. Thầy lăng xê tối đa luôn, dù không nghe cũng phải nghe nữa, mở mắt ra là nghe rồi. Thành ra rồi cái đó Giao Linh cũng một phần cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và cô Thu. Sau đó thì
cô Thu lựa một số bài cho Giao Linh hát rất là hay, yeah. rất là nhiều. Yeah. Như trong đó có Mùa Xuân Cưới Em đó. Yeah, có Mùa Xuân Cưới Em của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Dạ đúng vậy. Thưa cô, khi chương trình này được phát lên trên đài đó thì cũng ngay dịp giỗ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Vậy sao? Dạ. Yeah. Còn cũng muốn nhân đây như là một cái nén hương lòng mà chương trình và cũng như là với tiếng hát Giao Linh gửi đến linh hồn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là người thầy của cô. Yeah. Bởi vì con biết là những năm gần cuối đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì cô cũng đã lui tới rất nhiều. Dạ, yeah. Giao Linh rất là kính yêu nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Ngoài cái tài năng mà thầy đã có thì thầy còn tập cho Giao Linh một cái tánh khiêm nhường trong cái đời sống. Thầy sống rất là mộc mạc ở trong cuối đời của mình. Yeah. Và cái mộc mạc của thầy không phải thầy không có tiền, mà thầy muốn giúp đỡ cho những người mà thầy cần giúp. Yeah, vâng. Cho nên là Giao Linh học ở nơi thầy rất là nhiều những cái kinh nghiệm sống của cái cuộc đời. Yeah. Và học ở nơi cái người chị của mình, kêu thầy đó thì kêu chồng thì bằng thầy, nhưng mà người vợ đó như là một người chị của Giao Linh. Cô Thu. Giao Linh đã có cái đời sống chia sẻ cùng chị Thu. Yeah. Trong từ cái lúc bước chân vào hãng dĩa Continental mãi cho tới cuối đời. Yeah. Là cuối đời này. Yeah. Mà Giao Linh trước khi rời khỏi Việt Nam cách yeah. đây mấy ngày cũng đã ghé thăm. Yeah. Ghé thăm thầy và ghé thăm chị Thu. Yeah. Thì ở nơi hai người đó đã cho Giao Linh cái kinh nghiệm sống rất là nhiều. Yeah. Thì nhân dịp tới ngày giỗ của thầy, Giao Linh cũng chỉ biết nói một lời tạ ơn thầy rất là nhiều. Bởi vì có thầy cho nên mới có tiếng hát Giao Linh ngày hôm nay. Thì kính chúc vợ thầy là cô Thu thật nhiều sức khỏe và thật nhiều mạnh mẽ để sống tiếp cuộc đời còn lại không có. Chiều nào rồi xa nhau chiều này, lòng ai không đau điên, xót xa tình đầu tiên. Anh ơi, một phút bên nhau rồi, tình ấy cao vời vợi, lòng nhớ mãi không nguôi. Lời ân ái đâu ngờ trong phai, tình gian dối nên nhiều đắng Thưa cô, khi mà cô qua hải ngoại đó thì con thấy nhạc sĩ Trường Hải có thực hiện cho cô những cuốn băng nhạc như con đang cầm trên tay, Yêu Người Như Thế Đó nè, rồi có cuốn Tiếng Xưa là cuốn đầu tiên phải không cô, và cũng như cuốn Lòng Mẹ. Xin nhờ cô nhắc thêm về những kỷ niệm với nhạc sĩ Trường Hải. Yeah. Thật ra đó, với cô đó, yeah. cuốn băng Lòng Mẹ đó là cuốn băng kỷ niệm đầu tiên của Giao Linh hát cho Trung tâm Băng Nhạc Trường Hải. Yeah. Sau nữa đó là cuốn Yêu Người Như Thế Yêu Đó. Người Như Thế Đó. Yeah. Thì Giao Linh lại cũng một lần nữa cảm ơn anh Trường Hải với yeah. lại vợ anh Trường Hải và là chị Hạnh lúc bấy giờ. Yeah. Đã bỏ tiền, bỏ yeah. công sức mà đi thâu cuốn băng này cho Giao Linh. Yeah. Giao Linh hỏi sao mà chị lại chọn cái chủ đề này. Thì chị Trường Hải cũng trả lời là chị Trường Hải rất là yêu mẹ. Và thời gian sống từ lúc qua Mỹ cho tới bây giờ thì cũng không có dịp được gần mẹ. Yeah. Cho nên muốn làm một cái cuốn băng yeah. để mà tri ân cái tình mẹ dành cho chị lúc bấy giờ. Yeah. Thì chị làm cuốn băng Lòng Mẹ thì Giao Linh thấy cũng có lý. Yeah. Mình ở đây mình cũng xa mẹ nữa. À. Yeah, Giao Linh xa mẹ chứ lúc đó là mẹ Giao Linh hát cái này chưa mất. Thành ra rồi má của cô dơ của cô mất năm vào thập niên 1900 hình như 2005. 2005. Wow. 2005. Yeah. Cho nên Giao Linh cũng còn được gần mẹ một thời gian rất đúng là dài. Rồi.
Yeah. Thành ra cái lúc mà chị Tường Hải đề nghị Gia Linh hát ở đồng này, Gia Linh rất là cảm động. Yeah. Và cũng muốn mà để gửi một cái gì cảm ơn mẹ mình đã tạo cho mình có được ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa cô, nhắc đến cô thì khán thính giả yêu thương cô rất nhiều qua nhiều thế hệ. Và một trong những người mà cũng rất là mến mộ giọng hát của cô đó là nhạc sĩ Trúc Hồ. Trúc Hồ có lúc nào cũng nói là rất là mến mộ giọng hát của cô. Giao Linh thì cũng rất là thương mến Trúc Hồ. Bởi vì chị em gặp nhau thì ở trong nghề mà. Dạ. Từ cái lúc mà Trúc Hồ mới cưới, đám cưới Trúc Hồ cô Giao Linh có đi mà. Dạ. Đám cưới Giao Linh cũng có mặt của Trúc Hồ với lại Diệu Nguyên. Dạ. Thì sống cho tới mãi bây giờ mà vẫn còn hạnh phúc. Đó là một cái lời chúc thật tốt đẹp đến vợ chồng Trúc Hồ. Dạ. Nhắc đến những sinh hoạt của cô thì một trong những người gọi là đi lúc nào cũng bên cô và hạnh phúc tới bây giờ đó là chú Sang. Rất là bền vững. Cô với chú gặp nhau như thế nào và Linh cô kể về cái cuộc tình đó. Thật ra mà nói thì vợ chồng cũng là duyên nợ. Dạ. Nếu mà nói Giao Linh mà không có bạn trai thì là không đúng. Dạ. Cũng không rảnh thiệt á. Nhưng mà nếu có chồng chính thức á thì thật ra không có. Dạ. Giao Linh chỉ có chính thức một duy nhất đó là anh chú Sang đó con. Dạ. Giao Linh có bạn trai thôi nhưng mà chưa có bao giờ có một cái hôn thú nào với một người đàn ông nào. Dạ. Ngoài chú Sang. Dạ. Thì cô và chú biết nhau từ năm cô 17 tuổi. Cô mới tập tễnh đi hát là cô đã gặp chú. Nhưng mà cô là một cái người rất là có trách nhiệm với gia đình. Em út thì đông mà gia đình mình thì không khá giả. Nếu mà mình gặp một cái người chồng thông cảm, hiểu cho mình, thương yêu, lo cho gia đình thì không nói gì. Lỡ gặp một người mà không có thông cảm, liệu mình có chịu được nổi không? Rồi lại chia tay, rồi con cái lại khổ. Cho nên cô là nhất khoát là cái người chồng phải là một cái người hy sinh cho gia đình cô. Cái đó một cái sự đòi hỏi hơi lớn đối với một cái người đàn ông. Nhưng mà cô may mắn là cô gặp chú. Thì chú chấp nhận và lo lắng cho gia đình cô. Anh không cần phải lo. Em cho phép em được lo cho gia đình em. Đó là một cái điều mà em đã hạnh phúc rồi. Em không cần anh phải lo. Anh phụ giúp em. Em lo cái gì cho gia đình anh vui vẻ. Cũng giống như người do cô Giao Linh nói, cô nói với con là cái hạnh phúc gia đình là cái gì. Không phải tự nhiên là mình ở dưới đất mình chui lên. Mình phải có cha có mẹ. Phải có anh có em. Cho nên khi mà Giao Linh gặp ông xã Giao Linh, Giao Linh có một cái đề nghị là em không bao giờ cấm cản anh lo cho gia đình anh. Tại vì em biết anh không phải chui dưới đất lên, mình phải có cha mẹ thì em cũng vậy. Anh cho phép em được lo cho gia đình em thì em ở đây em cũng chia sẻ với anh là anh toàn quyền lo cho gia đình này. Anh mà em không bao giờ có một cái ý kiến. Đó là một cái lời đầu tiên mà khi cô với chú gặp nhau. Rồi thứ nhất, thứ nhì nữa, bây giờ mình gặp nhau tất cả đều là muộn màng. Anh bước thêm một bước nữa với em với một bầy con, em sẵn lòng chấp nhận mặc dù em không, bên em không có ai hết, con cũng có thì làm sao, con chồng cũng có làm sao có con. Thì bây giờ em cũng sẽ chia sẻ với anh là chăm lo giúp cùng với anh là lo cho các con. Mà lúc bấy giờ là cô gặp chú đã, các anh đã lớn rồi, các con của chú đã lớn rồi và hiểu biết hết. Thành ra cô chỉ có phụ giúp bằng cách nào là vui lòng mở lòng ra với các con. Các con đến là sẵn sàng, muốn ba mẹ cần giúp cái gì hoặc tới là mình mở lòng cho con ăn uống, mình lo cho con, mình sẵn lòng. Không khó khăn cái chuyện đó. Bởi vì các anh đã lớn rồi. Thì cũng nhờ cái lối đối xử với con chồng như vậy mà cô có một cái hạnh phúc rất là viên mãn, rất là tốt của cái hậu vận của mình cho tới bây giờ. Đúng rồi. Và đặc biệt là cô nhớ là những cuốn băng này là chú cũng phụ giúp cô rất nhiều cái thời gian đó, những cái CD. Nói cho nghe thì thật ra mà nói thì cô còn được tiếp tục cái nghề này đó. Jimmy là một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của chú Sang rất là nhiều. Chú lựa bài, con có biết không, cái đầu tiên mà cô gặp chú đó, cô nói anh em nói anh nghe này nha, năm 1988 đó cô gặp chú, cô đưa cái
cái CD của Tuấn Vũ cho cho chúng nghe. Cô nói trời, cô cái em này là chị, cô nói có giọng hồn chị Thanh Lan, má của má chồng của Mai Thiên Dân đi, cho người ta dễ biết đi. Là chị Thanh Lan cho nó em có cái em này nó ở San Jose á. Trời ơi, nó xuống đây nó nói chị, trời ơi con ái mộ cô Vô Linh lắm, làm sao cô sắp xếp cho cô cho con hát chung với cổ một cuốn đi, con có chết con cũng vui. Cái cô nghe cái câu nói của chị Thanh Lan nói vậy, cô nói ủa ai mà dễ thương vậy, chị cho em nghe đi. Cho em nghe thì cô chị Thanh Lan lúc đó mới đưa cái cuốn băng chị Trúc Mai hát chung với lại Tuấn Vũ với lại Kim Tuyến. Mới cho cô nghe, cô nói ôi trời ơi, chất giọng quá là hay. Cái hay của cái em này đó là lên cao đó, rất là ấm cũng giống như xuống, mà xuống rất là nhẹ nhàng, hát như nói. Thành ra cô chịu quá, cô nói chị Thanh Lan nói nếu mà em không có khả năng thì chị hát cho chị. Thì cô không muốn, cô nói vậy là thôi để em bỏ tiền ra em làm, mặc dù mà con biết không biết người ta là ai, mà chưa có một lần hát chung với người ta mà dám bỏ tiền ra làm cuốn băng Đôi Mắt Người Xưa. Đó là cái người lựa chọn bài là ai, là chú Sang. Đó, chú Sang nói trời ơi cái thằng này cái giọng ấm quá em ơi, hay quá, để anh lựa bài, anh lựa. Ông lựa, mà con biết ông lựa đâu cũng cả tháng mới được bao nhiêu bài đó. Thì lúc mà làm nhạc vô rồi đó thì cô là người chia câu. Chú là lựa bài, cô chia câu. Thì ra là cô nói với chú lúc mà thâu xong mix hết rồi đó. Hai vợ chồng ra ngoài cái parking á, nghe đêm 12 giờ đêm để nghe, tại vì khi mà mình thử băng đó Jimmy, mình thử trong cassette á, trên xe đó, tại cassette trên xe nó không có hay, mà nghe hay là thành công. Thì cô với chú ngồi thử thì thấy trời ơi sao mà cái người này có thời hay sao, hát trong băng quá là hay. Mà nhạc đó thì mình kêu ông nhạc sư Lê Văn Thiện làm, mà ổng làm bài cho Tuấn Vũ hay hơn bài của mình, có phải là cái thời của người ta tới không? Đúng con rồi. Mà nhưng cuốn đó cô thực hiện, nhưng mà cô tự phát hành hay là sao cô? Cuốn băng Đôi Mắt Ngày Xưa cô tự phát hành. Cô in bìa đó là 15.000 bìa. 15, 20.000 bìa, cô nhớ vậy. 20.000 bìa. Dám gan như vậy không con? Mà tự tin không, người ta ngày xưa đó mà đi, con đi được 5.000 cái cassette á, là con đã là quá hay rồi. Mà cô dám chơi luôn gần 20.000 bìa thôi. Mỗi lần nói với ông nhà in ông Đạo á, in luôn đi Đạo. 20 đi. Cô đi được 15.000 bìa. Bán hết luôn. Mà cô ở nhà chị Khánh Ly. Mà cô chị Khánh Ly nói Giao Linh mấy em bán đi, con còn nhớ có anh Đoan. Anh Đoan nói cô ơi đại lý người ta kêu hoài à cô, mà cô đi hoài thì sẽ làm sao. Thì đó cô nói vậy hả anh, vậy thôi để em bán thì cô bán lại cho Giáng Ngọc, Trung Tâm Giáng Ngọc Lê Bá Chư. Là cô nói chưa xuống đi, chưa lấy đi Giao Linh, để như cái vốn thôi là 5.000 đô đó, chưa xuống lấy, chưa nói xin mang xuống liền, chưa ký cái check cho xin. Nói hoài vậy, Giao Linh nhớ Lê Bá Chư ký cái check cho Giao Linh 5.000. Lê Bá Chư lấy cái master Đôi Mắt Ngày Xưa. Thì lúc đó bây giờ đó là lúc bây giờ là chỉ có cassette thôi. Sau đó mấy tháng sau hay năm sau thì bắt đầu có CD. Anh Lê Bá Chư nó đi đó, mấy trăm ngàn cái CD. Thành ra Chư nói là xin bây giờ nếu mà Chư cầm tiền Chư cho xin thì nó không đúng. Bây giờ vậy Chư ra một cái deal cho xin nè. Mỗi một lần á, xin đi hát á, xin đem 200 cái một thùng là xin cho Chư cho xin 200 cái CD, xin đem đi bán đi. Bất cứ cái CD nào của Ngọc Lan, của Tuấn Vũ, của bất cứ ca sĩ nào luôn cả xin nữa, chọn đi đem bán. Cứ mỗi lần đi xa là Chư cho 200 biết là bao nhiêu. Rất là tử tế. Đó rất là tử tế. Thành ra Giao Linh muốn một lần nữa thì cảm ơn Lê Bá Chư nha. Hôm nay cô ơi, con cảm ơn cô thật là nhiều và kể lại những kỷ niệm xưa. Cô cháu mình hôm nay gặp lại nhau mà con rất là xúc động, bởi vì như con cũng nói với khán giả đó là liên lạc với cô rất nhiều, nhưng mà cô đi show, đi hát xa nhiều, không có dịp gặp. Hôm nay thì cô cháu mình có duyên với nhau thì con mừng lắm. Con chúc cô những ngày tới nhiều sức khỏe, tiếng hát mãi hay, và mong sẽ được mời cô trở lại với Jimmy Show. Cảm ơn Jimmy. Cô một lần nữa thì được có đôi lời với lại khán giả của chương trình Jimmy Show.
Dâu Linh xin được thứ nhất là chúc cho Jimmy lúc nào cũng thành công, là một MC đáng yêu. Cảm ơn cô. Nghệ sĩ người ta khen nhiều lắm. Cảm ơn cô. Và với khán giả của chương trình Jimmy Show, một năm mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Con cảm ơn cô thật là nhiều. Và nhân đây con cũng cảm ơn bạn Nhuận Vũ và bạn Phương Dung đã làm nhịp cầu cho hai cô cháu, và cũng như là đặc biệt nhất là cô Dung, cô Lưu Ánh Dung đó, đã giúp cho cô cháu mình có dịp gặp nhau hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều, và chúc cho quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe và bình an trong năm mới. Và cùng với lời chào vừa rồi của cô Giao Linh, xin kết thúc Jimmy Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? Rừng chiều âm u rét mưa, chờ người về vui trong giá, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoa, chẳng còn quyết mấy hoa không. Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.